Chú ơi, cái cách làm giống này ở trong dân gian người ta gọi là gì vậy chú? Ghim bẻ chuối. Cái giống mà đang ghim là cái gì vậy chú ha? Bí hồ lô. Bí hồ lô. Mình sẽ trồng trên ba công đất của mình hả chú? Tổng cộng là bao nhiêu dây bí chú ha? Hai bịch này thì 200 mấy, mà tính như 200 đi. 200 dây. Này, cái này nó mình ươm giống như vậy khoảng bao lâu nữa thì nó mọc lên như ba bữa là nó sẽ mọc lên, bao lâu nữa mình sẽ xuống giống chú? Trong vòng nó lên rồi thấy bên nào quở thì trồng. Dạ. Vậy là sắp tới là cái vườn cam của mình sẽ trồng thêm 200 dây bí hồ lô nữa. Theo hai bình thì dạ. Mình tính 200 ngoài nhưng mà tính là sẽ cho 200. Dạ. Ngoài cái cách mà mình ươm giống này thì trong dân gian mình có cái cách nào nữa chú ha? Cái này cũng như là cái nhân công mình nó không có hao, ấy là học bí nó không có hao. Dạ. Thì nếu mình ươm cái thì như có khi sâu bỏ hay là chuột bỏ thì nó mốc lắm. Dạ. Nó hao cũng khác. Mình làm như vậy không được. Dạ. Nên cái nào mình chọn cái đấy. Ở đây bà con có hay ươm hạt giống như vậy không chú? Nếu người ta có nhân công thì người ta bỏ luôn, còn có nhân không có nhân công thì làm gì. Yeah. Chỉ là người nào mà người đi làm Sài Gòn, Bình Dương nhiều thì nên làm kiểu này hả chú? Bởi vì mình không có nhân công. Yeah. Trước giờ chú đã trồng bí hồ lô lần nào chưa chú? Trước đây cũng có trồng nhưng mà lâu quá rồi không có trồng, mới trồng lại. Yeah. Thường một cái dây bí hồ lô nó ra khoảng, mà chú đỡ khoảng mấy trái chú ha? Cái này thì tùy theo cái dây nó đất nó tốt hay là xấu nữa, rồi do cái thời tiết nữa. Dạ. Con để ý con thấy mấy cái chị em khác trong dự án thì một dây người ta đỡ khoảng 2-3 trái. 2 trái là trung bình hả chú? Nhưng mà nếu mà được 2 trái thì cũng đỡ. Dạ, 2 trái. Khi mà chú trồng cây bí thế này thì chú sử dụng những cái loại phân nào chú? Ba cái phân hữu cơ. Dạ. Ví dụ như phân gì chú ha? Phân thì như là mình tự có thì phân cỏ, phân mà gom gạ, phân chuồng rồi kia đó. Dạ. Nếu ba cái phân công ty nó cái loại mà hữu cơ sạch đó. Phân gà ha. Ừ. Dạ. Chú tham gia cái mô hình trồng cái dùng cây trồng phân hữu cơ này được bao lâu rồi chú ha? Dạ. Chú thấy có những cái khác không gì so với trước không chú? Có những cái khác thì là cái đó thì như là cái phân hữu cơ thì cái người tiêu dùng ta cũng an tâm. Dạ. Trong đó có gia đình mình. Rồi dạ. Cái phân hóa học thì là ngay bị gì thị trường cũng thấy một kỳ quá. Dạ. Mà xài đó thì mình không biết hàng nào giá hàng nào thiệt. Dạ. Sạc phân hữu cơ nó có cái ưu thế là nó nhà cái đầu tư mình. Dạ. Nhưng mà cái hiệu quả thì nó cao hơn. Dạ. Còn cái kia nếu trường hợp giá cả nó bấp bênh, nếu trường hợp nó trúng giá thì nó có tiền mà là giá cả bây giờ cũng không biết được cháu ơi. Dạ. Giá cả giờ biến động hoài tùy theo thị trường, lúc nào mà nó không có thì nó hút, còn nếu mà có thì nó cũng rẻ. Dạ. Nhưng mà bí cái tháng này nào ngay cũng ít ai trồng á. Dạ. Mình trồng bí quanh năm suốt tháng được rồi chú ha. Cái này chú nghe nói thôi chứ chú chưa có làm. Dạ. Mấy cái mùa này nhé, cũng nghe bà con ta nói làm cũng được. Cũng được. Thành ra mình thấy những lúc nhàn rỗi này kia mình làm. Nhàn rỗi mình tranh thủ đất trống mình trồng ha. Đất trống trồng. Dạ. Ngoài cái vườn này nó đang có cam, có bí rồi có gì nữa chú ha? Vườn của cam, mình trong bí rồi là bự. Bự. Với một số sầu riêng thì như cũng đang chuẩn bị cho trái nhưng mà dạ. Hôm nay thấy còn nhỏ quá. Dạ. Với ba cái các cây khác nhưng mà trồng nó còn nhỏ như sibo hoặc qua cái thằng trái gì đỏ đỏ, trái tuma. Biết tuma. Sen sen. Đất mấy chỗ trống. Dạ, rồi khoai nữa ha. Ừ, khoai ngọt nè. Ngọt nồi.
Nếu mà mình trồng sen cái bí đỏ vô cái vườn như nó đang nhiều cây như vậy thì nó có khó khăn gì không chú? Nếu mà đất còn trống thì mình trồng vô cũng được chứ, Dạ. vì thay vì mình để trống thì mình cũng mất phát cỏ, Dạ. thì Thôi mình tận dụng. mình trồng nó đỡ cỏ. Tận dụng mình làm gì thì cũng có thu nhập. Dạ. Chú trồng cái này nhưng mà chú còn bỏ thêm ba ớt nữa. À, Ớt những nó lên phía trên còn thằng này thì nó nằm phía dưới. Dạ, vậy là trong ba công đất này mình trồng rất là nhiều loại cây. Vậy chú thấy nó có âm tầm không chú? Không, vì chú chồng có cái khoảng cách, Dạ. vì chỗ nào nếu mà nó thấy nó không trống thì chú không trồng, còn nếu mình thấy trống thì mình trồng vô. Vậy thì có sâu hại dịch bệnh gì không chú? Nó Bị nhiều quá. nếu mà nhiều quá thì như là bị cái vườn mình thì như là mình để nó theo kiểu như bà con ta nói đó, cái sinh thái tự nhiên, thì Dạ. như cái sâu bọ mình đó là các con nhện thì nó ăn những cái côn trùng mà là phá hoại chích hút này kia đó, Dạ. như các cái mà thiên địch khác, Dạ. thành ra nó cũng hay lắm, vì nó cái mà sinh thái thì như là nhện thì nó giăng dính những cái con Dạ. ví dụ chích hút hoặc là Dạ. những cái con mà là sâu này kia nó ăn đó, Dạ. Cho nên là nó một tự cân cào bằng ha chú ha. nó cân bằng, thành ra nó cái sâu này kia nó có nó không đáng kể. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chú đã chia sẻ những cái thông tin từ vườn của chú. Chúc cho cái vụ mùa bí đỏ này thành công tốt đẹp nha chú.